Mình chào tất cả các bác đã trở lại với chương trình giới thiệu review đồ cổ đồ châu Âu. Hôm nay nhà em về mấy món cơ bản, vâng, giới thiệu đến các bác nhé. Nếu lần đầu tiên các bác trở lại kênh, các bác nhớ đăng ký kênh bên dưới để cập nhật liên tục những món đồ khi về giới thiệu đến các bác. Đấy, và số điện thoại chính của em là 0928538538 các bác nhé. Đấy, số tài khoản ngân hàng quân đội MB là trùng số điện thoại của em luôn, mang tên là Đỗ Văn Giang. Bác nào yêu mến món nào thì chuyển qua hộ em các bác nhé, hoặc các bác có thể stop lại màn ảnh, các bác là quét mã QR này là cũng ok các bác nhé, nó sẽ ra số tài khoản của em luôn. Đó, địa chỉ nhà 02 dãy TT4 khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội các bác ạ. Đấy, còn số Zalo của em ở trên màn ảnh là 0393088528. Hôm nay nhà em về có mấy món nhỏ nhỏ này, vâng, để cô quay lên các bác nhé. Đấy, đầu tiên đó chính là một đôi cu tí các bác ạ. Đôi này là đôi cu tí bằng đồng. Đấy, các bác nhìn cho em này, màu đồng này, hàng xưa này, các bác nhé, hàng chuẩn xưa nhé. Cái này nó có phần để dây điện ở trên, các bác có thể làm với cái đèn điện, hoặc là chúng ta để nến, hoặc chúng ta để bầu đèn các bác nhé. Đấy, để cả bầu đèn được các bác nhé. Đấy, rất ok luôn. Đấy, chúng ta nhìn thấy người ta để dây sẵn ở đây cho các bác đây ạ, cái dây sẵn đây. Đây, người ta để sẵn dây cho các bác đây này, dây đi lên này, châu Âu người ta làm sẵn rồi. Luồn cái dây đây chúng ta có thể là làm được bóng điện trên này, rồi đi vào nâng sau đây và đi một dây ra đằng sau này, nó có dây đằng sau chân này. Đây, nó cái dây phía chân này, này. Đấy. Nó làm cho chúng ta có ba mục đích. Một là để các bác gắn vào tường như thế này, để bên cạnh, ví dụ như là hai bên là một giữa là bức tranh, chúng ta có cái ốc bắt vít ở đây, ta bắt vào. Chúng ta để nến này, để cắm cũng đẹp, nến các bác nhá. Nến, hoặc chúng ta có thể để cái bầu đèn dầu piano thành một đôi đèn dầu cổ, hoặc chúng ta có thể thắp bóng đèn các bác nhé, tùy các bác. Đấy, chiều cao của chiếc này là 32 cm các bác nhé, 32 chiều cao của chiếc này. Đấy, và chiều rộng của nó là 10 cm, khá nặng, một đôi bằng đồng cổ chuẩn của châu Âu xưa các bác nhé. Đấy, những đôi này ngày xưa rất là đắt, ngày xưa kể cả năm ngoái thôi đã khoảng 5,5 triệu một đôi rồi, nhưng nhà em nay về được thì bán rẻ cho các bác, chỉ có 3,9 triệu một cặp này thôi ạ. Vâng, 3,9 triệu một cặp các bác nhé. Đó, đây các bác hãy nhìn cho em rất đẹp. Đấy, chúng ta có thể là nhiều bác mà chơi đồng hồ cổ nhìn thấy cái đồng hồ ô đô mà người ta làm cái bức gỗ, sau đó người ta để hai bên thì cái này nó nhìn thấy chuẩn ở nó đấy ạ. Vâng, 3,9 triệu một cặp này, ta nhìn thấy đồng này, chuẩn đồng xưa này các bác này, đấy đồng xưa nhá, không phải đồng mới nhá, em cam kết các bác nhá. Đấy, đấy các bác nhìn nhá, tất cả là chi tiết tháo rời. Đấy, bên dưới đây thì chúng ta tháo cái bu lông một ra cú tí, tháo cái ốc này ra đế chân. Đấy, các bác nhìn cho em một đôi rất đẹp này, đó, để trên tường các bác nhá. Đấy, chúng ta có bức tranh hoặc hai cái đồng hồ hai bên, chúng ta muốn để cái gì cho chúng ta. Đấy, một cặp này cả hai chiếc này em bán là 3,9 triệu một cặp các bác nhá, đó đấy thì xin báo cho em 3,9 triệu một cặp cú tí và bằng đồng. 3,9 triệu một cặp này này. Đấy, 3,9 triệu một cặp cú tí. Rồi, tiếp đến em có một cái bàn nà các bác nhá. Cái bàn nà này là bàn nà cổ em mua từ châu Âu về. Nó không phải bằng đồng, nó là bằng thép thì đúng hơn. Bằng gang thép pha. Đây, tay nắm gỗ này, nguyên cổ này. Đấy, và chiều chiếc này thì nó có chiều cao là 18 phân, chiều dài là 18 và chiều rộng là 10 cm. Đấy, chiếc này là 1,4 triệu các bác nhá. Đấy, nhìn cho em con gà này. Mở ra này. Đấy, bên trong các bác nhìn thấy cả cái màu thời gian của nó này, còn nguyên cả bụi bên trong này, hàng Tây các bác nhá. Cái này thực ra về bây giờ không ai dùng đâu, cái này để cô là chính thôi, để lại kỷ niệm xưa. Những nhà, những bác nào mà ngày xưa mà thường là những nhà giàu mới có, chứ nhà các cụ nhà em cũng không có cái này đâu ạ. Đấy, người ta cho than vào đây. Đấy, còn cái phần này là nắp, là phần nắp nó mở thở ra này. Đấy, cho than vào để nà quần áo. Đấy, rất nặng các bác nhá, hàng chuẩn của châu Âu nhá. Đấy, hàng chuẩn của châu Âu về chứ không phải hàng tàu mới nhá, lưu ý cho em. Nhà em bán em nói rất rõ nguồn gốc xuất xứ. Đấy, còn như chiếc bàn nà này em đang bán là 1,400,000 đồng. Bắt đầu đấy thì xin báo cho em. Hôm nay ngày 22 tháng 3 các bác nhé. Đấy ha, 1,4 triệu cho cái bàn nà này, hàng chuẩn của cổ châu Âu, không đúng nên tặng các bác cái này nhá. Hàng này đến hơn 100 năm rồi ạ, hơn 100 năm cho bàn nà này rồi. 1,4 triệu các bác nhé. Đấy, tiếp đến thì có hai cái ống nhòm này thì các bác có thể đi biển, hoặc là các bác là ở khu vực nào vùng núi đâu cần ngắm thì mua cái này cũng hay, nó còn sử dụng được cơ nhé. Có cái này có chữ là thằng Rocky,
đấy, nó còn được, đây là chỉnh tiêu cự nó đây này các bác này, đây này đó. Rồi các bác muốn nhìn xa nhìn gần thì chúng ta chỉnh ở chỗ này hay xa gần, còn cái chỗ này là chỉnh, là chỉnh mắt, mắt hai mắt giáp vào nhau hoặc xa nhau ra kiểu như vậy đấy. Các bác có thể về tự ngắm chỉnh, và cái này còn sử dụng được có cả dây đeo thế này các bác nhá. Đấy, chiếc này của nó là dài là 18 và rộng 18, mắt còn được nhìn như bình thường các bác nhá. Đấy, mắt nhìn bình thường, các bác có thể đi du lịch này. Đấy, các bác nhìn bẻ ra được này. Đấy, để chúng ta nhìn khoảng khoảng độ mắt, khẩu mắt của mỗi người. Để mắt trẻ em cũng nhìn được, nó gắp vào nhau này. Đấy. Đấy, nhìn ok các bác nhá, nhìn rất ok nhá. Chiếc này em đang bán là 1,1 triệu, cái ống nhòm to, hàng của châu Âu về. Cái này là 1,100,000 đồng các bác nhá. Đấy. Cái chiếc Rocky này, bắt đầu nói thì xin báo cho em. Đó, 1,100,000 đồng. Đây, chiếc này thì dài 20, rộng 18. Đấy, chiếc này là hãng Max Seifel. Đấy các bác nhé, đấy cũng là ra gấp vào được này. Đấy, như này nhé. Đấy, chỉnh được nhé. Ống ngóng cũng tiêu cự như vậy. Chiếc này thì nó là 1,400,000 đồng. Các bác nhé. Đấy, ống kính còn rất tốt nhé. Các bác nào cần lấy thì về. Như mùa này các bác đi du lịch, đi biển nhìn thích lắm. Đi nhìn tàu ấy ạ. Chúng ta có thể nhìn khoảng xa. Hoặc những bác nào leo núi, hoặc là đi hay đi tham quan, hoặc đi hoặc nếu bác nào đang mà ở đâu đấy cần nhìn khoảng xa, khoảng ở tầm 300m, 500m để xem ok đấy nhá bác nhá, ngắm thoải mái luôn nhá. 300-400m ngắm thoải mái luôn nhá. Nó có thể ngắm xa hơn nhưng em mới thử ở khoảng độ như vậy thôi. Vì em ở khu phố thì em nhìn được như thế thôi, rất đẹp. 1,4 triệu cho chiếc này các bác nhá. Đấy. Rồi, có một chiếc đồng hồ vai bò các bác ạ, một chiếc đồng hồ vai bò hai nỗ. Đấy, chiếc này là nó là hàng như này, nó là hàng Mini Cooper, nó chỉ có dài 32cm thôi và cao 18cm. Nhưng chiếc này nó lại là dòng phủ sơn vẽ tay, hoa tay này. Những cái vết nứt này là chân chim này là màu thời gian, do là cốt gỗ, nó phủ sơn các bác nhá. Đấy, và chỗ này là mặt số đa mã này. Đấy, chiếc này thì cứ 30 phút đường chung một lần, hai ổ cót, đấy, chạy vành tắp. Đấy, nhỏ nhẹ thôi, những bác nào để trong phòng ngủ hoặc là ở bàn làm việc ấy thì chiếc này là giá rẻ nên các bác để chơi thoải mái, hàng rất ok. Đây, máy của Đức các bác nhá, máy FHS này, máy zin nhá, chạy 3 năng này. Đấy các bác nhá, máy của Đức chạy 3 năng xích nhá. Đấy, đấy, bính bong chỉ có một chiếc này em đã bán cho các bác 1,8 triệu. Đấy, 1,8 triệu chiếc này các bác nhá. Đấy, đã nong dầu rồi, chạy thoải mái luôn, rất đẹp đấy ạ. Mini này, vẽ dòng vẽ sơn dầu trên này. Đây, bên cạnh này, bên cạnh này thì nó có những cái vết chân chim, đấy là màu thời gian của nó thì kệ nó các bác nhé. Còn đằng sau như này cũng vậy, vết sọc dưa này, kệ nó thôi. 1,8 triệu cho chiếc này, bác nói thì xin báo cho em chiếc vai bò hai nỗ. Đấy, 1,8 triệu. Đấy, còn hôm nay có một chiếc đĩa, vâng, đĩa hình con hươu là rộng 43cm, em bán 900,000 đồng. Đấy, có các thiên thần ở trên này, 1-2 thiên thần này, hình con hươu này. Đấy, đĩa đồng cổ các bác nhé, đĩa đồng cổ bao ship cho các bác 900,000 đồng cho một cái đĩa như này. Đấy, đằng sau nó nhìn này, đó, có cả móc treo này, chúng ta thể treo đề cô coi nhá. 900,000 đồng bao ship cho các bác, 43cm, hàng của Đức. Đấy, còn chiếc này là chiếc hình tượng người ta mô tả lại vâng cuộc ăn uống, vâng, của các gia đình châu Âu. Chiếc này 43cm cũng là hình như vậy, cũng các thiên thần hai bên, đó là hình cổ. Con này 800,000 đồng bao ship cho các bác toàn quốc. Đấy. Đấy, rất đẹp các bác nhá. Đấy, đĩa cổ này 800,000 đồng bắt đầu lấy thì xin báo cho em, cam kết đó là hàng chuẩn cổ châu Âu các bác nhá. Đó. Rất đẹp. Đó, có hai cái ống nhỏ, một cái 1,1 triệu, một cái 1,4 triệu. Các bác mùa hè nữa các bác đi biển thoải mái luôn, và có cả cái bàn nạc con gà. Đấy, cũng là có 1,4 triệu thôi. Bắt con đấy thì xin báo giùm em nhé.
Rồi, ngày mai em sẽ quay những đồ deco khác nữa các bác nhé. Các bác đăng ký kênh và cho em xin một lượt like khi xem clip. Còn các bác cần món gì thì có thể comment bên dưới cho em, hoặc kết bạn Zalo ở số trên màn ảnh. Vâng, 0393088528 em sẽ gửi cho các bác nhé. Đấy. Rồi, em xin cảm ơn các bác rất nhiều. Xin kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.